Linh kiện store tưng bừng khai trương chi nhánh thứ 3 tại 525 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 với nhiều khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn. Chi tiết xin liên hệ website linhkienstore.vn hoặc đón xem video livestream vào lúc 14 giờ thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018 trên kênh YouTube Linh Kiện Store. Từng chuyến xe mãi bên nhau trong thời gian rời, vì tình yêu ấy cho đi còn đời ơi. Từng chuyến xe nắng đôi tay bên nhau suốt đời, có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi. Chẳng thấy nào cô níu lấy khi người đã buông đôi tay, thôi nụ chia ly rồi nghe niềm đau giăng kín đôi bờ mi. Cho dù hạnh phúc viên mãn thì chia đôi cũng chỉ là nỗi đắng cay. Em là người anh đã từng yêu nhớ nhưng giờ đây. Trái tim